phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông. Khô hạn sẽ qua đi, mưa sẽ đến, nước ngọt sẽ về. Vườn cây cần phục hồi nhanh, ra hoa đều và nhiều trái đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn, hãy chọn một sản phẩm cho cây ăn trái đầu trâu một hạt mới với vi lượng kẽm thông minh giúp nhà vườn giải quyết mọi lo toan. Đầu trâu AT1 giúp cây phục hồi nhanh. Đầu trâu AT2 giúp cây ra hoa đều, đầu trái tốt. Đầu trâu AT3 giúp trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Giải pháp thông minh cho nhà vườn. Trong canh tác cây mít, thời tiết ảnh hưởng ra sao đến chất lượng trái? Đâu là nguyên nhân gây ra hiện tượng sơ đen trên trái? Việc cung cấp dinh dưỡng tăng cường bo liệu rằng có tác dụng hạn chế hiện tượng này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Như thường lệ, nhà nông sẽ có cơ hội trúng thưởng với phần quà trị giá là 300.000 đồng khi tham gia trả lời câu hỏi ở cuối chương trình. Mời quý vị bà con theo dõi và tham gia để nhận quà. Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, đối với nhà vườn trồng mít thì hiện tượng sơ đen trên mít làm giảm năng suất và chất lượng trái, gây thiệt hại kinh tế lớn vì hầu hết thương lái đều từ chối thu mua. Vậy làm thế nào để khắc phục và quản lý bệnh sơ đen trên cây mít? Đây sẽ là nội dung mà chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi. Với nhà vườn trồng mít, hiện tượng sơ đen trên trái gây thiệt hại về kinh tế. Bởi trái mít bị sơ đen vừa không đẹp về mẫu mã mà còn làm cho vị ngọt giảm đi. Theo anh Nguyễn Minh Trung, người có kinh nghiệm trồng mít lâu năm ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, thì mít bị sơ đen chủ yếu vào mùa mưa. Lúc đầu không nhiều nên hầu hết nhà vườn đều ít để ý, phần cũng chưa biết các triệu chứng bệnh. Đến khi hái bán, cắt mít ra mới phát hiện, mít bị sơ đen thường thương lái không mua. Hiện nay, cách bà con chăm sóc để phòng tránh hiện tượng sơ đen trái mít chủ yếu vẫn là phun ngừa vi khuẩn khi trái nhỏ. Tuy nhiên, việc này cũng chưa phải là giải pháp tối ưu vì nỗi lo về độ an toàn và nguồn gốc thuốc. Đồng thời, cách này cũng chưa trị dứt điểm, tỷ lệ trái bị sơ đen vẫn còn rải rác. Cây mít ngoài cái bệnh xì mũ nước thăng thì cái trái mít nó còn có một cái xuất hiện một cái bệnh, đó là cái bệnh sơ đen. Cái loại sơ đen này nó nếu mà trái chúng ta bị nhiễm sơ đen thì chúng ta không thể bán được cho thương lái vì lý do là sơ đen thương lái không mua, giống như là nó bị giạt. Thì nhìn bên ngoài thì vô hình chung chúng ta rất là khó nhận biết cái sơ đen bên trong của trái mít, nhưng mà để nhận biết ban đầu á, mít bị sơ đen hay không thì nó xuất phát về nhiều cái yếu tố. Dĩ nhiên là bằng mắt thường chúng ta, bằng kinh nghiệm chúng ta thì sẽ nhìn cái trái mít còn lúc bắt đầu mới thụ phấn thì chúng ta cũng có khả năng là phán xét được là trái mít sơ đen hay không. Đó là chỉ tương tác cái tỷ lệ tương đối thôi, thì nhờ mà để chúng ta giặt ra, dĩ nhiên để mà chúng ta mít chúng ta là để đảm bảo có chất lượng hơn, không bị hạn chế rất nhiều cái sơ đen thì chúng ta ở đây là tôi thường là mỗi lần xịt ngừa bệnh thì chúng ta cũng kèm theo cái vi khuẩn. Thì trong đó là cái chất mà trị ngừa vi khuẩn đó, nó cũng làm cho mít chúng ta hạn chế đi sơ đen. Cái bệnh sơ đen này thì nói chung ra thì cũng mới, mình cũng không có tìm hiểu được đó. Thì sau này thì mà cắt cho mít nó biết vụ sơ đen thì hỏi người này người kia thì nó bị vi khuẩn ruột này kia đó, chứ mình mới biết thôi chứ cũng không có biết vụ sơ đen. Giờ biết thì mình cũng phải ông cũng chỉ cho mình xử lý từ lúc ra hoa đó, ra khi bông ra, nó ra bông ra cho đầu tiên đó mình xịt thuốc bệnh này kia vi khuẩn này kia vậy đó, rồi nó hết hay không thì đó mình không biết, chừng nào khi cái trái nó bự
nó mình bán mới biết nó có sơ đen hay là không. Chứ còn nó mà thấy nó cháy nó tốt thì mình lấy, thì nhưng mà cái bệnh sơ đen ở trong đó là mình không có biết được. Đối với nhà vườn trồng mít, đặc biệt là khu vực Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, bao trái là công việc phải làm để đảm bảo chất lượng trái sau này. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là ngừa sâu đục trái, không phải trừ sơ đen. Với hiện tượng sơ đen trên trái, hầu hết bà con đều hiểu là do vi khuẩn. Ngoài việc phun ngừa vi khuẩn thì cách chăm sóc phòng ngừa chủ yếu vẫn là nuôi cây khỏe. Chú trọng dinh dưỡng hợp lý giai đoạn nuôi trái là chính, bón nhiều kali, giảm đạm để đảm bảo muối không bị xốp, chất lượng muối ngon. Theo các nhà khoa học, việc chăm sóc cây khỏe là tiền đề giúp cây chống chịu với điều kiện khắc nghiệt và các bệnh hại tốt hơn. Năng suất và chất lượng trái cũng đảm bảo ngon hơn so với cây yếu sinh trưởng kém, thiếu dinh dưỡng. Vì vậy, cây trồng nói chung, cây mít nói riêng, nhà vườn cần chú ý chăm sóc, bón phân đầy đủ từng giai đoạn sinh trưởng nên chọn phân bón phù hợp. Đặc biệt ở giai đoạn cây ra hoa, nuôi trái cần chú trọng bón phân hợp lý để trái đậu sai, phát triển tốt, chất lượng ngon. Cụ thể, nhà vườn chú ý, vào đầu mùa mưa, tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp NPK chuyên dùng với liều lượng phù hợp. Cụ thể, giai đoạn cây ra hoa cần bón phân NPK đầu trâu AT2 với lượng bón là 350 đến 500 g trên mỗi gốc. Ở giai đoạn nuôi trái, khi trái nhỏ, bón NPK đầu trâu AT1 lượng bón từ 450 đến 600 g trên mỗi gốc. Khi trái lớn, bón phân NPK có tỷ lệ 2:1:3 như AT3 hoặc đầu trâu nuôi trái, lượng bón từ 550 đến 700 g trên mỗi gốc trong một lần bón. Hàm lượng kali sunfat cao trong sản phẩm rất phù hợp để nuôi trái, giúp gia tăng hương vị muối, màu sắc, độ ngọt, ngon của trái. Sơ đen là nó ngay cái sơ đen này tôi cũng không có rành nữa, tôi cũng không có biết luôn. Nhưng mà tại vì cái khâu tôi xịt cái thằng siêu nấm với siêu phẩn, cái lúc mà ra bông vậy nè, rồi cái nó ra trái là tôi xịt ra hai cử đó. Mà của người ta thì có sơ đen nhiều mà của tôi ít. Của tôi có khi 70-80 trái thì nó có trái, hai trái hoặc ba trái à. Còn của người ta thì nó có nhiều. Chứ mình cũng chưa biết nó xử lý như thế nào mà nó hết sơ đen. Cái đó nhằm như cái hên của mình hay sao vậy thôi. Thì biện pháp thì mình khi mà mình quá trình mình xịt ngừa bệnh đó, mình mới cộng thêm vi khuẩn. Thì tôi nghĩ rằng là cái trái mít bị sơ đen là nó cũng do vi khuẩn tấn công. Ví dụ như là mưa hoặc vi khuẩn dưới đất nước rồi này kia nó tấn công vào trái mít. Thì quá trình trái mít hình thành phát triển. Thì chúng ta là ngay giai đoạn đầu mít, khi mà mít nó thụ phấn tượng trái thì chúng ta bắt đầu xịt phấn một cử với hai trong quá trình mít nó thụ phấn xong thì tôi đó nghĩ rằng là nó hạn chế sơ đen. Về bệnh sơ đen ở mít, các nhà khoa học cho biết vào mùa mưa, cuống mít dễ bị ướt là nguyên nhân chính khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây hiện tượng sơ đen. Do vậy, để phòng sơ đen trên trái mít, nhà vườn cần bao thêm một bao nhựa bên ngoài bao lưới của trái. Mục đích của việc bao này là để đảm bảo cuống mít không bị nước mưa hoặc nước tưới tiếp xúc, tránh được vi khuẩn gây bệnh. Bao nhựa này nên để hở phần dưới. Mít thụ phấn từ 20 cho đến 25 ngày là có thể bao được. Ngoài ra, hiện tượng thiếu bo có thể gây sơ đen cho trái mít. Vì vậy, nhà vườn cần bón phân qua lá có chứa bo cho mít. Cụ thể, giai đoạn mít đậu trái 25 cho đến 30 ngày, bón phân canxi bo, liều lượng là 25 g trên 20 lít nước. Thành phần bo trong phân bón lá sẽ giúp cây mít phòng tránh được hiện tượng sơ đen. Cái bao trái này là nó đâu có tác dụng sơ đen gì đâu. Cái bao trái này là nó ngừa vấn đề là sử dụng cho ba cái con sâu á. Nó đừng chui vô nó đục trái mình thôi. Chứ còn không phải là nó bị bao trái mà nó bị sơ đen. Thì là nếu mà cái muối mà chất lượng thì mình đi kali hơi nhiều. Đi kali hơi nhiều thì cái muối nó chất lượng hơn. Còn mà mình đi đạm nhiều thì cái muối nó bị xốp, nó ít có khi nào mà nó đạt kết quả, bị lái nó chê, thành ra kali hơi nhiều. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng khuyến cáo, đối với việc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây mít, nhà vườn nên chọn các biện pháp sinh học như dùng chất dẫn dụ sinh học, bao bọc trái để phòng ngừa, kết hợp quy trình canh tác hữu cơ sinh học, không lạm dụng hóa học, bảo vệ thiên địch, bón phân hóa học cân đối hợp lý để cây mít phát triển bền vững, đảm bảo năng suất chất lượng cao.
Thưa quý vị, thưa bà con, hiện tượng sơ đen trên mít thường diễn ra vào mùa mưa. Để phòng bệnh sơ đen này thì nhà vườn cần phải chú ý cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây, đặc biệt là canxi, kết hợp với các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, bao trái sẽ mang lại hiệu quả cao. Môi trường ẩm ướt của mùa mưa là điều kiện để bệnh hại dễ phát sinh ở cây trồng nói chung, cây mít nói riêng. Hiện tượng sơ đen trên trái mít cũng dễ phát triển vào thời điểm này. Giữ khô ráo cuống mít, kết hợp cung cấp đủ dinh dưỡng, nhất là chất bo, sẽ giúp nhà vườn hạn chế tối đa sơ đen, đảm bảo chất lượng trái mít. Bà con mình biết hiện nay là mít thì bà con mình trồng để rất là nhiều trái, và muốn bán cái được giá thì phải là cây mít mình phải cái trái nó tròn, tại vì cây trái mít là cái trái gọi là cái quả kép, mỗi một cái múi mít là một quả bà con. Thành ra khi nào mà chúng ta thấy là cây hoa nó ra nó thụ phấn xong là bà con mình sẽ thấy là cái gai nó đen, tức là lúc đó nó thụ phấn xong rồi. Thường thường cái từ cái lúc mà thụ phấn cho tới cái gai đen là khoảng 15 ngày. Và như vậy là cái nào mà không thụ phấn được là chỗ đó không có cái muối, mà nó có cái sơ không à. Thành ra chỗ đó chúng ta thấy nó méo cái trái mít đi. Và thường thường là bà con mình sợ cái sơ đen ở trong cái muối mít á. Thì chúng tôi phát hiện là có hai cái trường hợp. Một cái trường hợp là nó thiếu bo. Thiếu bo thì nó cũng bị sượng muối. Và cái muối mít cũng hơi khô. Và như vậy chúng ta phải phun thêm cái phân vi lượng mà có bo. Thì bo nó giúp cho cái phấn hoa nó mạnh, nó dễ thụ phấn hơn. Còn cái thứ hai đó là bo là nó chống cái sượng muối, nó cũng đỡ cái đen muối hơn. Và cái trường hợp nữa tức là chúng ta thấy là cây trái mít khi mà cái cuống này, xung quanh này nó hơi nhũng xuống và có một cái phần nó hơi lép đó. Thì khi mà chúng ta tưới nước hoặc mưa, nước mưa nó vô nó nằm ở đó thì cái con vi khuẩn nó theo ở đó, nó lọt vô bên trong cái sơ mít, trong cái muối mít, và nó làm cho cái muối mít mình nó sượng hoặc là nó màu đen. Do vậy mà tôi hướng dẫn nông dân thì bà con thấy ở đây là chỉ có ngăn ngừa cái con sâu hoặc con rùa đục trái thôi bằng cái bao lưới này. Thì bây giờ bà con chúng ta phải thêm một cái bao, ngoài cái bao lưới bên trong này thì bà con mình thêm một cái bao nhựa nữa, tức là cái bao làm sao để chúng ta cột ở trên này. Khi mà chúng ta tưới nước hoặc trời mưa vậy thì cái nước nó trôi luôn. Ở dưới này chúng ta không cần phải bao nữa, tại vì bên trong nó có cái bao lưới rồi. Thì cái bao ni lông này nó sẽ giúp chống được cái sơ đen của cái trái mít. Thì cái bón phân đó thì như nãy tôi nói, thường thường cái phân bo thì nó một cái nguyên tố vi lượng, nó ảnh hưởng tới cái sượng muối, nó sơ muối. Tuy nhiên bà con bón vô rác thì thấy nó hơi khó, tại vì cái vi lượng mà cái cây mít nó hấp thu đó, nó chậm hơn bà con phun thẳng lên lá. Thì bà con mình dùng các cái phân mà qua lá có bo, bà con mình phun lên thì cái này là tốt hơn. Thì ngoài cái bo nó giúp cho cái phấn hoa tốt, nó giúp cho nó đỡ cái sượng muối, đen muối, thì nó giúp cho cái cây nó cũng cứng cát hơn và nó chống chịu được cây sâu bệnh nhiều hơn. Nói bà con mình biết khi mà nó thụ phấn xong, tức là từ cái lúc mà 15 ngày nó khô rồi đó, thì có thể là bà con mình có thể là bao khoảng chừng 20-25 ngày bà con có thể bao được. Và tùy theo cái trái mít mà chúng ta có thể là sử dụng cái bao nó bự hoặc là nó nhỏ một chút đó bà con. Và nhớ là làm sao cho đừng có nước vô. Còn cái bao ở cái bao lưới là để chống rồi cái con ruồi với cái con sâu nó vào nó đẻ trứng để nó tấn công cái trái mít thôi. Thì bà con mình thấy trong cái điều kiện mà canh tác là chúng ta thường thường khuyên bà con là có bón thêm cái phân chuồng, đặc biệt nhất là các cái cây ăn trái. Tuy nhiên tôi thấy cái cây mít là dường như nó chịu cái điều kiện rất là khắc nghiệt. Tôi lấy thí dụ như ở Đồng Tháp, ở huyện Tâm Nông ở đây. Thì chúng ta thấy cái đất phèn rất nặng. Tuy nhiên cây mít vẫn phát triển tốt. Ở đây là trồng mít siêu sớm, chỉ có một năm thôi là nông dân bắt đầu để trái ăn rồi. Do vậy mà chúng ta thấy là cây mít là rất dễ trồng. Tuy nhiên để mà cây mít nó ăn được cái phân thì bà con cũng phải bón phân chuồng và bón các cái loại phân hữu cơ để cho nó phát triển cái rễ nha, nó tốt, nó ăn được nhiều cái phân hóa học chúng ta bón xuống để mà nó nuôi trái. Tại vì chúng ta thấy là cây mít trái nó cũng rất là to. Một cái nữa là các cái phân vi lượng. Thì tôi thấy là phân vi lượng này trong đó có cái bo để tạo cái điều kiện cho cây phấn hoa nó khỏe, rồi cái nữa là cái thụ phấn cho nó tốt, cái trái mít chúng ta không bị méo. Thì cái bo là cũng một phần nó đóng góp vô cái chỗ mà sượng muối hoặc là cái sơ đen của cái muối mít. Thường thường thì cái thời tiết là bà con mình biết rồi, cái bệnh thì một là cái ẩm độ, cái thứ hai là cái nhiệt độ. Tuy nhiên cái Phytophthora là nó lệ thuộc vào cái ẩm độ rất dữ.
nếu mà cái điều kiện mà cái ẩm độ nó cao, đặc biệt như ở đất, tại vì cái con này là phát sinh từ đất, nó thành ra cái Phytophthora mà cái đất mà nó bị úng á, thì nó tấn công rất mạnh. Chúng ta thấy trên tiêu mà chết nhanh á, là hầu hết là do Phytophthora. Do vậy chúng ta không để cái vườn nó bị úng, chúng ta phải khai thác làm sao cho nó cái nước nó thông thoáng. Thưa quý vị và bà con, tư vấn vừa rồi của chuyên gia đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Rất mong tiếp tục nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị cùng tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi của chương trình hôm nay. Giải đáp câu hỏi tuần trước: triệu chứng rụt ngọn thân hay ngọn cành cà phê, lá non bị biến dạng, lá hẹp, nhỏ hơn lá bình thường, đôi lúc cong queo và mất màu xanh của lá là hiện tượng thiếu kẽm. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Năm, tỉnh Đồng Nai đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà, một cặp điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: loại phân bón nào dưới đây có tác dụng giảm độ độc của phèn? A. Phân đạm, phân kali. B. Phân lân, vôi. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CTTM khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CTTM khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Chúng tôi chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Giai đoạn thanh long nuôi trái cần chăm sóc ra sao để tăng giá trị thương phẩm trái? Kali sunfat có vai trò ra sao trong việc giúp trái to, ngọt và đều màu? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 lúc 17:15 Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá là 300.000 đồng từ chương trình. Vừa to lại vừa đẹp, vừa ngọt lại vừa ngon, chẳng cần phải lo toan, bón ngay phân nuôi trái. Phân đầu trâu nuôi trái sử dụng 100% kali sunfat, bổ sung mắc kẽm giúp trái giảm sượng, lớn nhanh, chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.